Hello everyone, welcome to my class. Today, we will continue Unit 8, Sport and Games, Lesson 2, A Lost Look Want. Now, before learning the new lesson, we will see 6 pictures and try name this sport and game. Bây giờ mình sẽ nhìn 6 bức tranh này và ghi tên những cái tên của những môn thể thao và trò chơi dưới 6 bức tranh này ha. Mình có 2 phút để làm. Nào, let's start. Ok, bây giờ thì mình sẽ nghe và kiểm tra lại. 1. Cycling. 2. Table tennis. 3. Running. 4. Swimming. 5. Chess. 6. Sky eating. Okay, now listen again. 1. Cycling. 2. Table tennis. 3. Running. 4. Swimming. 5. Chess. 6. Sky eating. Những bạn chăm chỉ học bài thì chắc chắn sẽ đúng là 6 trên 6 ha. Những bạn còn lại nếu như không được đúng được 6 trên 6 thì hãy cố gắng học bài, học từ vựng thêm nha. Okay, I give you some new work. Look at the picture. What is it? Nhìn xem đây là gì? Xe đạp. Về xe đạp tiếng Anh là gì ha? Now listen. Bicycle. Again. Bicycle. Once more. Bicycle. Okay. Ghi từ vựng và tập luôn nha các em. Continue. À, đây là giày thể thao. Giày thể thao. Sports shoes. Again. Again. Sports shoes. Okay, continue. Nhìn các em có thể đoán được đây là gì không? À, ván trượt tuyết. Ván trượt tuyết tiếng Anh là gì? Ski. Again. Ski. Once more. Ski. Continue. What is it? Tàu, thuyền. Tàu thuyền. Boat. Again. Boat. Once more. Boat. Okay. What is it? Vợt. Vợt. Cây vợt. Racket. Racket. Once more. Racket. Okay. Continue. Nhìn là mình sẽ nghĩ là ván trượt. Ván trượt thể loại có gắn bánh xe. Cái loại có gắn bánh xe ha. Now listen. Skateboard. Again. Skateboard. Once more. Skateboard. Okay. Continue. Kính bơi. Kính bơi. Listen. Goggles. Again. Goggles. Once more. Goggles. Cuối cùng, đây là gì? Hình cầu, hình khói hay là mặt cầu ha? Sphere. Again. Sphere. Sphere. Okay. Now listen and repeat. Bicycle. Sports shoes. Ski. Boat. Racket. Skateboard. Goggles. Sphere. Once more. Bicycle. Sports shoes. Ski. Boat. Racket. Skateboard. Goggles. Sphere. Ok, các em hãy mở tập ra và ghi những từ mới này vào tập. Bữa sau thì phải thuộc những từ này cho cô ha. Continue. Activity 1. 1. Listen and repeat these words. Now listen. Unit 8.
Page 18. A closer look, 1. Activity 1. Listen and repeat these words. 1. A ball. 2. Sports shoes. 3. A boat. 4. A skateboard. 5. Goggles. 6. A racket. 7. Skis. 8. A bicycle. Okay, now listen again and repeat this quote. A ball. A ball. Sports shoes. Sports shoes. A boat. A boat. A skateboard. A skateboard. Goggles. Goggles. A racket. A racket. Skis. Skis. A bicycle. A bicycle. Okay, continue. Activity 3. 3. What sports are these things for? Match the things in column A with a sport or game in column B. Bài 3 yêu cầu mình làm gì đây? Những cái vật dụng này của môn thể thao nào? Nói đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hợp. Now, work individually in 2 minutes. Làm việc cá nhân trong vòng 2 phút để nói giữa cột A với cột B. Now let's start. Rồi, bây giờ mình cũng cùng kiểm tra đáp án nha. Now, listen and repeat. 1. Bicycle see cycling. 2. Baldy dot ball games. 3. Dot sports shoes a running. 4. Skis e skiing. 5. Boat g sailing. 6. Skateboard h skateboarding. 7. Goggles b swimming. 8. Racket f tennis. Now listen again. 1. Bicycle see cycling. 2. Baldy dot ball games. 3. Dot sports shoes a running. 4. Skis e skiing. 5. Boat g sailing. 6. Skateboard h skateboarding. 7. Goggles b swimming. 8. Racket f tennis. Continue activity 4. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds air and ear. Now listen. Unit 8. Page 18. A closer look 1. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds air and ear. 1. Air.
Where? There. Fair. Pair. Prepare. Two. Ear. Hear. Fear. Nearly. Idea. Volunteer. Về phần pronunciation ở bài này thì mình sẽ phân biệt giữa hai âm là air và ear. Now listen again. Unit 8. Page 18. A closer look 1. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds air and ear. 1. Air. Where. There. Fair. Pair. Prepare. 2. Ear. Hear. Fear. Nearly. Idea. Volunteer. Okay, now listen and repeat. Nghe và lặp lại lần nữa cho cô ha. Where. There. Fair. Pair. Prepare. Hear. Fear. Nearly. Idea. Volunteer. Continue. Activity 5. 5. Read the words and say them aloud. Which one has air or ear? Bài này yêu cầu mình làm gì đây? Đọc những từ sau và đọc to chúng lên. Chọn những âm, những từ nào mà đọc âm air và những từ nào đọc âm ear. Ok. Now listen. Number 1. 1. A. Air. B. R. C. I'm. Number 1, mình chọn là gì? A. Number 2. 2. A. Physics. B. Feather. C. Aerobics. Câu A và câu B mình đọc ra làm ear, còn câu C làm air. Chọn câu C. Number 3. 3. A. Stay. B. Stare. C. Stadium. Number 3 mình sẽ chọn là câu B. Câu B phát âm air, còn câu A và câu C phiên âm ear. Number 4. 4. A. Beer. B. Bird. C. Born. Number 4 mình chọn là câu A. Câu A phiên âm ear, câu B và câu C phiên âm air. Number 5. A. Show. B. Share. C. Shine. Number 5 mình chọn câu B.
Câu B phiên âm air, còn câu A và câu C phiên âm ear. Number 6. 6. A. Sphere. B. Spring. C. Swim. Chọn câu. Câu A. Câu A phiên âm ear. Còn câu B và câu C phiên âm air. Ok. Kiểm tra lại coi mình đúng được bao nhiêu trên 6 câu ha. Rồi các em hãy sửa bài vào tập nha. Kiểm tra lại coi câu nào đúng, câu nào sai. Và chú ý lại những cái phiên âm air và ear. Continue. Activity 6. 6. Listen to the sentences and choose the right words. Bài này yêu cầu mình làm gì? Nghe những câu sau đây và chọn từ đúng. Now listen. Unit 8. Page 18. A closer look 1. Activity 6. Listen to the sentences and choose the right words. 1. Fair play is important in sports. 2. Can you hear me, Mum? 3. I haven't got any idea. 4. The stadium is near the square. 5. Beckham nearly missed the ball. 6. The football fans cheered loudly for their side. Okay. Bây giờ mình cùng nghe và kiểm tra lại đáp án nha. 1. Fair play is important in sports. Number 1. Okay. Mấy em chọn đúng không? Continue. Number 2. 2. Can you hear me, Mum? Number 2. Number 3. 3. I haven't got any idea. Number 4. 4. The stadium is near the square. Number 5. 5. Beckham nearly missed the ball. And number 6. 6. The football fans cheered loudly for their side. Ok, bây giờ mình cùng nghe lại một lần nữa và đọc theo, nhẩm theo 6 câu này nha. Now listen. Activity 6. Listen to the sentences and choose the right words. 1. Fair play is important in sports. 2. Can you hear me, Mum? 3. I haven't got any idea. 4. The stadium is near the square. 5. Beckham nearly missed the ball. 6.
The football fans cheered loudly for their side. Ở nhà có thời gian các em tập đọc thêm vài lần ở bài số 6 này cho cô nha. Homework. Learn vocabulary and structure by heart. Prepare new lesson. 3. A lesson look to. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi tiết học. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.